Nam Định hòa Hải Phòng dù hơn người. Sớm mở tỷ số và chơi hơn người cuối trận nhưng Nam Định vẫn bị Hải Phòng cầm chân 1-1 vòng 8 V-League 2023. Nam Định khởi đầu thuận lợi khi Khắc Ngọc thoát xuống từ cánh phải rồi truyền nhẹ vào trong cho Namani. Ở tư thế quay lưng nhưng ngoại binh này vẫn kịp ngã người móc bóng tung lưới Hải Phòng mở tỷ số phút thứ 5. Dẫn bàn sớm giúp chủ nhà dễ chơi trước Á quân V-League. Tuy nhiên, họ cũng may mắn thoát thẻ đỏ khi hậu vệ Đình Sơn phạm lỗi bằng cả hai chân với Hoàng Nam và chỉ bị thẻ vàng. Còn tiền vệ Hoàng Nam, sau khi thoát chấn thương, suýt ghi siêu phẩm sút xa ở phút 12 nhưng bị thủ môn Nguyên Mạnh xuất sắc bay người đẩy bóng ra. Nam Định mùa này sở hữu hàng loạt ngôi sao như Hồng Duy, Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh, Đức Huy hay Henrio. Chảo lửa thiên trường cũng luôn chật kín khán giả nhưng họ không tận dụng được để chơi tưng bừng. Họ phải chật vật mới thắng những đội yếu như thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An và may mắn cùng sai lầm trọng tài mới cầm hòa được Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu hôm nay những tưởng sẽ khác khi Nam Định dẫn bàn sớm và có nhiều cơ hội, nhưng họ lại bỏ phí. Phút 27, Khắc Ngọc đánh gót trong cấm địa đặt Henrio vào tư thế thuận lợi. Khi đối diện thủ môn Đình Triệu, Henrio đá bóng về góc xa và bị bắt bài. Hải Phòng dù lép vế nhưng lại bền bỉ đeo bám và khi cần bùng nổ. Phút 38, từ pha phối hợp với tốc độ cao, Carlos Herrera tì đè loại trung vệ Văn Khánh để Joseph van ngoặt bóng loại trung vệ Hữu Tuấn đối diện Nguyên Mạnh và sút căng tung lưới gỡ hòa 1-1. Đầu hiệp 2, Nam Định lại dâng cao vây hãm khung thành đội khách. Hồng Duy suýt giúp chủ nhà dẫn bàn nhưng cú sút căng của anh trong cấm địa bị thủ môn Đình Triệu hóa giải. Ít phút sau, Khắc Ngọc phối hợp với Henrio nhưng cú sút của ngoại binh Nam Định lại vọt xà. Trước sức ép của chủ nhà, Hải Phòng lùi sâu phòng ngự nhưng cũng nhiều lần phản công nguy hiểm. Phút 61, Việt Hưng truyền cho tiền đạo Carlos Herrera bật cao đánh đầu. Bóng đi căng và hiểm nhưng Nguyên Mạnh vẫn kịp tung người đẩy bóng cứu thua. Những phút cuối trận, Hải Phòng thiệt đơn thiệt kép khi thủ môn Trình Triệu bị đau phải rời sân phút 76, người vào thay là Văn Toản. Đến phút 82, Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Chơi hơn người, Nam Định tạo được cơ hội nguy hiểm ở phút 93 khi Henrio truyền dọn cổ cho Khắc Ngọc đối diện thủ môn nhưng anh lại không thắng được Văn Toản. Nam Định vì thế đành chấp nhận hòa trận thứ 3 trên sân nhà mùa này. Cùng giờ là trận derby xứ Nghệ giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh trên sân Vinh diễn ra kịch tính. Đội khách hai lần vượt lên dẫn trước ở các phút 45, 4 và 58 do công của Nguyễn Trung Học và Paulo Pinto. Tuy nhiên, nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ giúp họ hòa 2-2 nhờ hai bàn gỡ ở các phút 60 và 71 do công của Michael Olaha và Jordi Soladio. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.